Mình đại diện cho trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện mình đang là sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Đến với hội thi năm nay, mình mong muốn giới thiệu với các bạn về trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội luôn sẵn có những sinh viên năng động, sáng tạo. Phương châm sống của mình là hạnh phúc là khi ta biết hài lòng. Các bạn ủng hộ cho mình nhé. Is everybody ready? Alô! Alô! Tudo uma explosão! Вот ты даешь! Милый, слышь, только грибы, закроешь глазки. Последний раз.